Chào tất cả mọi người nhé, chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là cách khắc phục cái lỗi mà chúng ta không thể nào mà kết nối được cái chiếc điện thoại Samsung vào với cái máy tính của chúng ta nhé mọi người nhé. Để chúng ta có thể là truyền file dữ liệu, hình ảnh hay là video chẳng hạn. Đó, thì ví dụ như là trước các bạn có thể là kết nối được rồi, nhưng mà hiện tại đến một cái lúc nào đó cái máy tính của các bạn sẽ bị lỗi hoặc là thiếu một cái gì đó thì chúng ta sẽ không thể nào mà kết nối được nhé mọi người nhé. Thì đây, mình sẽ cắm cái cáp này. Mình sẽ kết nối cái điện thoại của mình với cái máy tính của mình nhé. Đây, mình sẽ cắm kết nối này. Ok, bây mình sẽ bật ở trên máy tính lên nhé. Đây, thì hiện tại là nó sẽ không nhận cái điện thoại của mình đấy. Và ở trên điện thoại của mình thì nó chỉ báo sạc thôi. Mọi người có thể thấy là chỉ hiện báo sạc thôi. Và cái cáp kết nối này nó cũng không hiện gì. Chúng ta sẽ kích vào đây để chọn vẫn là đang truyền file và audio đây. Mọi người có thể thấy. Nhưng mà ở trên máy tính thì nó không nhận nhá. Rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục cái lỗi này luôn ở trên máy tính của chúng ta nhá. Mình sẽ chọn cái chuột phải vào cái phần là thiết PC này. Đó. Các bạn sẽ chọn vào là show motion option cho mình nhá. Nếu mà các bạn dùng Win 11, còn Win 10 thì nó sẽ không có. Thì chúng ta vẫn chọn chuột phải vào cái Win 10 và chọn vào phần mang dơ như này nhé. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ chọn vào cái phần driver mang dơ này. Đó, ở đây nó sẽ hiện ra cái driver của chiếc điện thoại của mình. Nó cũng có thể là hiện tên điện thoại của các bạn hoặc là một chữ là MTB nhé. Có những cái điện thoại nó sẽ hiện MTB. Đây, mình sẽ cắm thử lại cho các bạn xem. Đây, nó đã ra cái driver của lốt 9 và cái driver ở đây đang bị thiếu nhé mọi người nhé. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn là update cái driver này lên luôn. Thì các bạn sẽ kích cái chuột phải vào cái driver của điện thoại của các bạn này. Rồi, mình sẽ chọn vào cái phần là update driver nhé. Rồi, ở đây các bạn sẽ chọn vào là boot my computer này, off driver đây. Đó, ở cái phần này thì chúng ta có thể là chọn vào cái phần là ổ C và user và admin cho mình. Ở đây thì nó đã chọn sẵn rồi, mọi người có thể là để ý cái tên thư mục là chúng ta cài vào đây. Rồi, thì chúng ta sẽ chọn vào cái phần Let Me Pick này nhá. Đây, kích vào đây này. Rồi, ở đây thì nó sẽ hiện ra hai cái MTB của driver này. Mọi người sẽ chọn vào cái trên này cho mình nhá. Và mình chọn vào Let này. Đó, vậy là nó đã nhận luôn rồi này mọi người này. Mình sẽ ấn Cancel này, Clock lại nhá. Mình sẽ tắt ở trên cái máy tính đi nhá. Đây, mình sẽ vào cái phần thiết PC này. Đó, nó đã hiện lên cái driver của điện thoại của mình rồi. Mọi người có thể thấy. Đây, mình sẽ mở điện thoại của mình lên. Ở đây thì ở trên điện thoại thì các bạn sẽ ấn vào cái phần là cho phép cho mình nhá. Để cho phép cái máy tính nó truy cập vào cái điện thoại của chúng ta. Ấn vào cho phép này. Đây, mình sẽ vào lại ở trên phần máy tính nhá. Đó, vậy là cái dữ liệu điện thoại của mình đã được hiện ở trên máy tính rồi nhá mọi người nhá. Rồi, ok, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người là cách làm thế nào để chúng ta khắc phục cái lỗi kết nối giữa điện thoại và máy tính của chúng ta để chúng ta có thể là copy ảnh hay là file hoặc là dữ liệu. Thì mọi người xem được cái video của mình thấy hay và hữu ích thì cho mọi người đăng ký nhé và chia sẻ video giúp mình. Và bây mình xin khép lại cái video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video chia sẻ tiếp theo nhé.